Hôm qua, hàng ngàn người Palestine đã trở về nhà tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza sau khi lực lượng Israel kết thúc cuộc tấn công kéo dài một tuần nhằm ngăn chặn nhóm Hamas tập hợp lại tại đây. Giới chức y tế Palestine cho biết, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 42 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào phía đông Khan Yunis. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 150 tay súng Palestine trong cuộc tấn công, phá hủy các đường hầm và thu giữ vũ khí. Khi người dân Palestine trở về, nhà cửa của nhiều người đã hư hại hoặc bị phá hủy. Có những người phải bỏ nhà đi nhiều lần. Tôi trở về và tôi tin vào Thượng Đế. Không biết sau này chúng tôi sẽ sống hay chết, nhưng quê hương là tất cả với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn và hòa bình để chúng tôi có thể sống an toàn. Những nỗ lực đàm phán ngừng bắn nhiều tháng qua một lần nữa gặp khó khăn. Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau vì điều này. Hamas muốn một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chỉ khi nào Hamas bị đánh bại thì xung đột mới kết thúc. Cho đến nay, cuộc chiến của Israel tại Gaza đã làm hơn 39.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, hơn 90.000 người khác bị thương.